Rồi, hello, xin chào tất cả toàn thể anh em ha. Túng ô tô, chúc tất cả toàn thể anh em xem YouTube của Túng ô tô một ngày thật là tốt đẹp nha. Hôm nay Túng ô tô quý khách anh em lại gặp Túng ô tô với một chiếc xe gọi là siêu phẩm của Kawasaki. Siêu phẩm Boss 175 nha, dòng này đến 175 phân khối. 175 phân khối nha anh em, Kawasaki Boss 175 nha. Xe này là nhập khẩu từ Thái luôn, nguyên chiếc, nhập thùng qua luôn nha. 175 này thì 175 thì anh em vẫn sử dụng bằng lái A1 bình thường ha. Anh em không cần đổi bằng lái nha, rất là khỏe cho anh em luôn. Đó, con này là Kawasaki Boss, con này là một chủ sử dụng nha, một chủ sử dụng đập thùng mua mới tới giờ luôn. Đó. Xe là còn nguyên rin, bao anh em là còn nguyên rin, máy móc nước sơn tất cả mọi thứ trên xe là còn nguyên rin nha. Không có độ, không có chế gì nha anh em. Con này máy móc chạy cực kỳ dữ. Ido của nó là mới chạy đúng 9.000 cây nha, đúng 9.000 cây, xe đời 2014 nhập thùng qua từ Thái luôn nha. Xe này là xe nhập Thái nha anh em để ý nha. Con này là Kawasaki nha, Kawasaki Boss 175cc. Kiểu dáng con này khá là đẹp luôn, vỏ trước vỏ sau là còn rin theo xe hết nha. Anh em nào mua thì liên lạc cho theo cho Tuấn số điện thoại là 0369 669 659 ha. Hoặc anh em ghé thẳng lại địa chỉ cửa hàng bên em là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân nha, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để anh em xem xe trực tiếp và chốt giá nha. Đó, anh em nhìn tư thế con này ngồi rất là thoải mái luôn. Rồi. Và em sẽ giới thiệu sâu sắc tới cho anh em xem, để anh em nào cần thì liên lạc cho em nha. Đó, con này. Rồi, và tiếp tục em sẽ giới thiệu sâu, tiến gần lại và giới thiệu sâu về cho anh em xem con Kawasaki Boss 175 của hãng Kawasaki nha. Dòng này thì nó gọi là siêu phẩm, nó siêu phẩm. Con này thì nói chung anh em sử dụng con này thì nó là gọi là suốt đời không hư. Đó, con này là hàng nhập Thái nha, nhập Thái, nhập nguyên thùng qua luôn. Đó, chứ không phải là những như hàng bậy bạ nha. Vỏ trước vỏ sau là đúng chất của theo xe. Con này nè, Ido của nó anh em để ý hả, Ido của nó mới chạy cái 9.000 cây nha. Đó, Ido của nó là mới chạy 9.000 cây, đúng 9.000 cây luôn. Đó, anh em để ý hơn. Của hãng Kawasaki Boss 175. 175 thì anh em vẫn sử dụng bằng lái A1 bình thường á, anh em không cần đổi bằng lái nha. Đó. Kawasaki Boss 175 thì anh em vẫn sử dụng bằng lái A1 bình thường, anh em không cần đổi bằng lái gì hết. Rất là tiện lợi cho anh em. Đó. Rồi, con này là anh em dễ ha, con này em giới thiệu một dòng cho anh em xem nha, con này cực kỳ chắc luôn. Nên anh em nào cần thì nhanh tay liên lạc cho em liền để chấu giá con này, chứ con này tìm chiếc thứ hai con này không bao giờ có đâu. Xí này em sẽ phân tích sâu và cho anh em hiểu, để cho anh em biết nha. Một chủ sử dụng biển số thành phố luôn. À, cảng, trong cảng này, cảng dựa của nó này, Kawasaki luôn, anh em nhìn ha. Đồ đạc trên xe là cái dàn xi này rất là bán nha, nước sơn ngọc vậy. Đi xí này em sẽ chỉ nước sơn cho anh em xem. Nước sơn này giống như cái nước sơn xe hơi vậy, nhông trên đĩa là còn theo xe luôn nha. Anh em nhìn nè, chưa tăng sơn bao nhiêu luôn. Đó, chưa tăng sơn luôn. Đó, ốc vít nè, còn mới bãi màu á. Nhông trên đĩa là theo xe nha, chưa thay luôn nha. Đó, anh em để ý nha, chưa mở con ốc này luôn nè. Đó. Xe bén như vậy anh em phải đi tìm chiếc thứ hai, gọi là khó tìm luôn chứ không phải là tìm không ra, mà gọi là không ra luôn. Đó. Hàng này là hàng nhập Thái nha, nhập thùng nguyên con luôn nha. Đó. Anh em để ý ha, cực kỳ chắc luôn. Kiểu dáng mẫu mã con này khá là ok. Bánh mâm ha, vỏ không rụt, vỏ trước vỏ sau vỏ không rụt nha. Chắc chắn luôn. Đó. Cực kỳ chắc. Đó. Nước sơn đồ nhìn khá là đẹp luôn. Anh em để ý ha. Nè, kiểu dáng con này khá là lịch lãm, anh em ngồi anh em chạy tư thế ngồi rất là thoải mái luôn. Không có sự mỏi lưng hoặc hoặc khó chịu cho nào hết. Tư thế ngồi coi như là bóp côn vô số, rất là nhẹ luôn. Đó. Của hãng Kawasaki thì anh em biết độ bền nó như thế nào rồi. Gọi là đỉnh của đỉnh. Không có gì sánh bằng. Phía trước có con đệm bàn luôn. Nhìn khá là ok. Nè, ốc vít ha, rất là sạch sẽ nha.
nước sơn anh em này, y nước sơn xe hơi luôn, không khác gì nữa, nước sơn xe hơi luôn nè. Coi như trầy vô nào anh em lấy cái na, anh em bắt phát là bấm lên liền luôn, nước sơn này y nước sơn xe hơi luôn, khó rất là khó trầy nha, không bao giờ bật màu nha. Để xíu nữa em sẽ giới thiệu cho cái tem cho anh em, tem là tem qua vang nằm trong luôn đó, chứ không phải là ở ngoài đâu nha. Đó rồi em sẽ giới thiệu sơ phần ở trước. Phần phía trước thì có gắn, chủ có gắn thêm con đề bàn rồi, nhìn cũng khá là đẹp đó, khá là đẹp. Đó, anh em để ý ha, nè ốc vít nè, dòng Kawasaki mà hàng nhập Thái thì ốc vít nó rất là chắc chắn nha, ốc vít nó rất là dữ dằn chứ không phải như hàng hàng tầm bậy tầm bạ nha. Anh em nhìn ốc vít nè, hầu như là cô nhìn con ốc nào nó là rất, ốc nào ốc nấy là rất là chắc chắn luôn đó, rất là kỹ. Nhìn cái nước xi này khá là ok, anh em nhìn ha, tất cả mọi thứ này rất là sạch sẽ nha, chủ sử dụng rất là sạch sẽ này, hầu như là đi lau chùi rất là kỹ, không bao giờ mà dính đất hoặc bóm đất gì trên này luôn. Anh em nhìn để ấy nha, anh em thấy không, rất là cực chắc nha. Giỏ nè, mà về Thái Lan này, giỏ theo xe luôn nè đó, anh em biết anh em có thấy không đó, mà nhìn Thái Lan anh em thấy chưa, đó thấy chưa, giỏ riêng theo xe luôn nha, riêng theo xe luôn nha, chứ không phải giỏ nào. Xe này mới chạy cái 9.000 cây là anh em hiểu rồi là như thế nào rồi, của hãng Kawasaki. Nước sơn nè, anh em nhìn nước sơn nè, tem nè chìm trong luôn, không bao giờ lột được luôn nha. Đó, để ý ha, đây em giới thiệu sơ lên trên, đây là nút tắt máy của nó nè, hệ thống tắt máy này. Đây là mở đèn nha, mở đèn của nó, đây là nút đề giống như mở xe khác thôi, cũng giống y chang vậy. Bên này cũng vậy, đây là nút kèn và đây là xi nhan và đây là cốt pha, có đây nè một chút ấy nữa rồi đó, anh em nhìn ha, lát hình trắng. Còn anh em nhìn nè, tem nè, tem Thái luôn nè, thấy chưa, đây là cốt pha nè, đây là bông mau nè, đây là xi nhan. Em mở thêm cho anh em xem cái bình xăng trong này rất là mới luôn nha, anh em để ý ha. Nè anh em nhìn nè, cực kỳ mới nè, anh em nhìn phía trong không, không có một vết xét luôn, rất là mới, rất là sạch sẽ, anh em thấy nha. Đó, anh em nhìn ha, đó thấy không, rất là mới nha. Nè xe nắp chân này còn rất là mới, hầu như là bãi màu luôn, rất là keng nha. Đó em giới thiệu thì có hơi dài dòng một tí vì xe nó đẹp quá nên thành nơi giới thiệu cho nó, để cho anh em nào cần thì anh em chốt giá liên lạc cho em. Bật khóa này, sáng đèn bông màu này, còn đây là xi nhan này, anh em bật lên nó sáng này đó, thấy chưa. Còn đây là nút mở đèn, cốt pha của nó thì nó sáng này, bật pha là nó sáng, cốt thì nó không sáng nha. Đó, Ido của nó là mới 9.000 cây nha anh em, mới có 9.000 cây nha. Đó, Ido thực chất của nó là mới 9.000 cây, rất là chuẩn luôn. Đây là cái giá để điện thoại nè, khi anh em đi xa, đi phượt xa thì anh em để điện thoại trên này, cái này là cái giá để điện thoại cho anh em luôn. Đó, con này ha, yên của nó liền nè, tem nè, giới thiệu sơ phần cái tem của nó là con ring nè, anh em để ý nè, tem của nó nè, mình thì không hiểu chữ Thái thôi. Đó, tem của nó là còn nguyên ring nè, đó, anh em thấy chưa, cực chắc luôn. Đang quay video trời mưa ha, nè tem của nó nè, anh em để ý ha. Con này hiện tại bên em bán ra với giá là 55 triệu nha, anh em nào mua thì liên lạc cho em liền theo số điện thoại là 0369 669 659 ha, hoặc anh em ghé thẳng lại địa chỉ cửa hàng bên em là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân nha, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, để anh em xem xe trực tiếp luôn. Đó, con này là chống dựa, cản dựa của nó nè, anh em nhìn ha, rất là chắc chắn. Anh em nào về không thích cản dựa thì anh em tháo ra nha, tháo hai con ốc này ra là anh em lấy cái cản dựa này ra thôi, vì cản dựa này nó gắn ngồi rất là dễ tháo luôn. Nó phục phiến nước xi nè, nè nhìn rất là chắc chắn nha, ok luôn nha. Đó nè, hầu như là anh em nhìn cây cốt nè, rất là kỹ, dòng xe ấy là rất là kỹ. Bạn ấy cốt xong là có cái khóa này, nó khóa lại luôn nè, cái khóa là không bao giờ mà rơi ốc ha, sụp ốc luôn. Đó, ốc vít nè, xanh bãi màu, ốc vít này thấy cực kỳ chắc không. Đó, bô của nó là nguyên ring nha, nổi tiếng rất là ấm luôn, rất là êm. Đó, cực kỳ ấm anh em, anh em nhìn cái bô này, cái bô rất là ấm nha. Đó, đó có cái đồ sạch này, có bô vệ cho này luôn, khoảng 5 chân nè, có cái bô vệ của bô này. Đó, anh em nhìn ha, tình của nó lại có mấy cái lỗ cho này nè, để cho nó thoát nước này, hay quá ha. Hình của nó, nhớt của nó thì anh em để ý ha, nhớt của nó nè, có vạch nhớt này, đây là đủ, đây là thiếu này, đây là đủ nè. Thắng con này thì khỏi phải bàn, rất là chắc chắn, rất là cứng, thắng hoặc là chắc nịch luôn. Nhìn cái bộ nắp nồi của nó nè, nước sơn là nguyên ring anh em, nước sơn nguyên ring nha, rất là to, lớp bố nồi trong này rất là lớn, chạy rất là đàm nha, anh em để ý ha.
Máy móc con này thì anh em không cần phải giới thiệu nhiều, máy con này là nguyên ring, không có mở tới một con ốc nào hết trơn, nguyên ring hết. Bình xăng nè, à, rất là chắc chắn, 2 dây ga luôn. Dây ga này, một dây rút, một dây nhả nha. À, con này thì cực kỳ lợi xăng. Con này anh em bổ đổ, anh em chạy 50 cho đến 55 cái số 1 lít xăng rất là lợi nha. Mấy dòng Kawasaki này rất là lợi xăng, ga nổ rất là chuẩn luôn. Ừ. Chạy rất là tuyệt đỉnh mấy dòng này. Anh em nào mua thì nhanh tay liên lạc cho anh liền. Con này hiện tại bên em bán ra với giá là 55 triệu nè. Anh em nào mua thì ha, nhanh tay liên lạc cho anh liền để chốt giá con này. Cục đề Mitsubishi này. Ờ, Mitsuba này. À, 12V. Này nè ha, cực đỉnh luôn. Quân tai con này rất là nhẹ nha. Amaya con này rất là nhẹ luôn, hình thức làm kiểu khá là đỉnh ha, khá là đỉnh ha. Đây là ốc thay nhớt này. Thay nhớt, nhớt của nó thì vẫn ok rồi, bên em đã thay rồi, nên chỉ về việc sử dụng thôi. Con này thì quá đỉnh luôn. Quá đỉnh. Nên anh em nào mua thì nhắn tay liên lạc liền cho em để chốt giá con này. Hiện tại bên em bán ra với giá là 55 triệu nha. Hàng cực kỳ hiếm nha anh em. Anh em để ý hàng cực kỳ hiếm. Mấy dòng con này thì nó về xe phân khối lớn, phân khối nhỏ. Đó, thì con này đến 175cc thì quá đỉnh luôn. Đó, 175cc rất là lợi thế cho anh em nè, phân khối mạnh mà anh em vẫn sử dụng được bằng lái A1 bình thường. Đó, cực kỳ đỉnh. Nha, phân khối mạnh mà anh em vẫn sử dụng được bằng lái A1 bình thường. Đó, nhưng mà trên 175 là anh em vẫn sử dụng phải sử dụng bằng lái A2 nha, còn cái này là 100 trở là 175 trở lại thì anh em vẫn sử dụng bằng lái A1 bình thường, rất là tiện lợi nên nhiều anh em tìm mấy dòng này rất là chạy. Đó, không cần đổi bằng lái nha, vẫn sử dụng bằng lái A1 bình thường. Em nghe điện thoại tiếng nha. Rồi, quay lại giới thiệu tiếp. Nhìn nè, máy móc nè, nước sơn nè, ốc của ốc này còn luôn nè, ốc vít đầu lòng rất là sạch sẽ nha anh em. Để ý bình xăng nè, bình xăng rất là lợi xăng, mấy dòng này chạy rất là lợi xăng, cực kỳ lợi xăng. Cua của nó thì có đến 4 nấc, một nấc cua, một nấc trên, nấc dưới ha, rất là ok con này. Mình để ý ha, đùi xi con này nhìn rất là bén nha, tay em rồi nhìn rất là mới luôn. Nước sơn nè, không khác gì nước sơn xe hơi, anh em soi gương được luôn, khẳng định với anh em là anh em soi gương trên nước sơn này được luôn. Con này rất là hiếm, 175cc của hãng Kawasaki, dòng xe đúng nhập thái luôn nha, đúng nhập thái hàng thùng luôn. Giá thành của nó rất là hợp lý, giá thành chỉ có 55 triệu thôi mà anh em sở hữu con xe như vậy quá là chuẩn luôn, quá là chuẩn, không cần gì để đả nữa, quá là chuẩn. Mấy con này kiểu dáng anh em ngồi chạy rất là thoải mái luôn, chạy rất là đã. Chí nữa em sẽ chạy thử cho anh em xem. Đèn nè. À, cái đèn LED luôn hay sao á. À, bóng đèn LED luôn nè. Để giới thiệu bóng đèn LED này sao. Thử thế nào? Thử chuẩn không? Sáng không không? Nè, trời ơi cái bóng đèn LED nó sáng anh em. LED luôn. Ui, sáng quá. Trời ơi. Bóng đèn LED anh em đi ban đêm ha, rất là sáng nha. Này, ban đêm rất là sáng luôn, cực kỳ sáng đấy, như này mà ở quê á. Tối anh em đi rất là sáng. Đó, đèn LED luôn, nhìn nó ok. Bấm đèn LED nó giờ anh em mua không phải bấm này bấm xịn đó, anh em mua phải mấy trăm ngàn bấm này. Em sẽ ngồi thử cho anh em xem nha, ngồi thử cho anh em xem mình nổ máy thử. Ở đây nổ máy thử đi. Trời nắng quá, tự nhiên nổi nó mưa mưa nắng. Tiếng bồ nổ cực kỳ chuẩn luôn, garanti nổ rất là ấm nha, rất là chuẩn. À, tiếng bồ nổ cực kỳ lực luôn, 175 nên nổ rất là lực. Con này là boring nè, boring nha, boring của nó nha. Này nổ nó tiếng ấm và lực lắm. Còn nếu như anh em muốn nổ lớn nữa thì anh em về làm là cái bồ, nhưng mà nghĩ làm đủ boring để nổ này, nổ rất cực.
Máy con này thì khỏi phải bàn. Khẳng định mấy con này anh em đi Vũng Tàu, Đà Lạt, Nha Trang, Huế, đi ra Bắc vẫn ok luôn. Con này, con này nó thiệt với anh, mấy anh em bao bảo hành cho anh em luôn. Hàng cực kỳ hiếm, mấy dòng Kawasaki này bao anh em về anh em cài cũng không bao giờ hư cái máy. Anh em về anh em cài cũng không bao giờ hư cái máy. Mấy dòng này em bán ra khách, bán ra mấy chiếc rồi. Khách hầu như là bạn bè của anh em, những người mua rồi á, đi đi săn lùng đi tìm đặt hàng ngay mấy con này á mà không có hàng. Đặt hàng tìm mua mấy con này mà không có hàng anh em. Anh em nhìn nè, con này là biển số thành phố nha, anh em sang tên vô tư luôn nha. Nè, tư thế ngồi nè, rất là thoải mái luôn. Côn nè, rất là nhẹ. Côn nhẹ lắm, nhẹ số đồ nhẹ lắm, đã lắm. Nè, nè số nhẹ mà tư thế anh em ngồi chạy nè, không bao giờ mở lưng nha. Rất là thẳng thắn, không bao giờ mở lưng. Nên anh em nào lớn lớn tuổi, à thanh niên anh em đi mấy con này quá ok luôn, quá chuẩn. Rồi là đi tìm chiếc thứ hai, đi như vậy em khẳng định với anh em là tìm không bao giờ ra. Ốc vít nó còn bảy màu luôn, hầu như là xe ken luôn, mới chạy cái 9.000 cây là anh em hiểu như thế nào rồi. Quá quá ok con này. Tháng nè, tháng trước này, rất là chắc, nhích phát là đứng liền, tháng sau cũng vậy, quá chuẩn con này. Nên anh em nào hôm bữa rất là nhiều anh em dặn em mấy con này á, nên anh em nào cần thì nhanh tay liên lạc cho anh Điền chốt giá con này nha. Để chốt giá con này, em dắt anh em sẽ chạy thử cho anh em một vòng. Để em quay cái cam để em chạy thử cho anh em một vòng để anh em nghe có đã không nghe. Anh em bên em vẫn ship xe toàn quốc luôn anh em. Bên em đã có ship xe toàn quốc luôn cho anh em ha. Vừa rồi em mới gửi một chiếc xe Yamaha IB á, Yamaha Vision á về An Giang rồi. Nói chung mình Tuấn Moto được anh em ủng hộ rất là nhiệt tình, rất là ok. Tuấn Moto cũng cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Và em sẽ nhiệt tình em chạy thử cho anh em xem ha. Chạy thử cho anh em một vòng để anh em xem nha. Cái đã không nha. Số này, bóp côn này, vô số này, nhẹ lắm. Chạy rất là đã luôn. Nó chạy rất là sướng, lá một tay rồi rất là khỏe. Tư thế ngồi chạy cua là tuyệt vời luôn mấy con này. Rất là nhẹ. Ôm cua này, ôm cua rất là nhiều đó. Anh em nhìn ha, lé một tay này, chạy lên là anh em chạy một tay rất là nhẹ luôn con này đó. Ha, quá tuyệt vời lên con này, quá đã luôn đó. Anh em nào nên anh em nào cần thì nhanh tay liên lạc cho em Điền để chốt giá con này ha. Con này quá ok anh em, nhìn nó đã lắm, chạy sướng mà hàng Kawasaki nữa, hàng chính hãng nè, nhập Thái luôn nha. À, nhập Thái luôn, hàng nhập Thái luôn nên rất là ok anh em, sử dụng nó rất là ổn định, càng đèn xi nhan rồi nó rất là đầy đủ luôn, nước sơn hầu y nước sơn xe hơi, không khác gì luôn, nắng quá. Ha, quá đỉnh. Cái này hiện tại bên em bán ra chỉ có giá chỉ có 55 triệu thôi, rất là rẻ nha. Bên em có thể bao ship cho anh em toàn quốc luôn, anh em nào cần thì bên em sẽ ship size cho anh em luôn. Đó. Con này hay, nhìn quá tuyệt vời. Rồi, đây. Em sẽ quay một vòng nữa đi, rồi em sẽ ngưng video này ha. Để hẹn anh em video sau tiếp tục. Con này mà anh em không chốt anh em thì gọi là quá tiếc con này. Giá nó chỉ có 55 triệu thôi. Đó. Biển số thành phố luôn, chính đúng một chủ sử dụng luôn. Đó. Con này là đúng một chủ sử dụng luôn nha anh em. Đó. Đúng một chủ sử dụng, anh em không mua con này thì quá uổng, quá tiếc. Rồi, em xin ngưng video này nha. Hẹn anh em lại tiếp tục video sau. Con này máy cực kỳ chuẩn luôn. Đó. Con này thì anh em chạy 50 cho đến 55 cây số một lít xăng, rất là lợi xăng mấy con này. Rồi em xin ngưng video này nha. Anh em xem video thì anh em nhớ bấm like để ủng hộ Tuấn Moto nha. Còn anh em nào chưa đăng ký kênh thì anh em bấm đăng ký kênh giùm em ha, để theo dõi video sau. Rồi em xin chào tạm biệt anh em, và hẹn anh em một ngày mới thật là tốt lành nha.